Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hàng năm, cứ đến ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng, dòng người lại kéo phải các cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, xếp hàng từ sáng sớm, chờ đến giờ được mua vàng. Hình ảnh này đã không còn lạ trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong sáng sớm ngày Vía Thần Tài năm 2024, trước cửa những tiệm vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông lại vắng vẻ, khác hẳn những năm trước. Cụ thể, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 2, trước những cửa hàng vàng lớn như Doji, Phú Quý, SGC khá vắng khách, đồng nhất là phía trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu có khoảng 6 đến 7 khách đang ngồi xếp hàng, chỉ chiếm 1 phần 10 hàng ghế mà hiệu vàng này đã chuẩn bị sẵn cho khách. Phía trước những cửa hàng khác như Phú Quý, SCC, Doji thậm chí còn không thấy bóng khách. Tôi còn nhớ ngày vía thần tài năm ngoái, trời mưa lạnh, cửa hàng phải chuẩn bị sẵn ô để khách đến xếp hàng che mưa, vậy mà vẫn đông như nêm. Năm nay thời tiết đẹp mà vắng vẻ quá, vắng hơn rất nhiều so với năm ngoái. 5 giờ 30 phút rồi mà vẫn vắng, trong khi năm ngoái từ 4 rưỡi đã đông rồi, khách hàng Tuấn Linh nhận xét Ông Tô Hòa Bình, một khách hàng hơn 10 năm liên tiếp là người đầu tiên xếp hàng mua vàng ngày vía thần tài nói: "Năm nay quá vắng so với mọi năm, nếu so với năm ngoái có thể còn chưa bằng 1 phần 10, cứ nhìn những hàng ghế trống trước cửa hàng là biết." Theo ông Bình, lý do khiến ngày vía thần tài năm nay vắng khách xếp hàng lúc sáng sớm là do nhiều người đã mua từ hôm trước là dịp cuối tuần, trong khi một số lớn cũng đã mua qua hệ thống online. Còn theo khách hàng Nguyễn Thị Trang, quận Thanh Xuân, xu hướng mua sắm của khách hàng đã thay đổi, một phần là vì nhiều người đã mua trước từ 2 ngày cuối tuần vừa qua, nhưng nguyên nhân chính theo tôi là do xu hướng mua sắm của người tiêu dùng đã thay đổi. Họ đặt mua vàng thông qua trang web, trang fanpage của cửa hàng vàng và hẹn nhận vàng đúng ngày vía Thần Tài thay vì phải đến tận nơi. Các đơn vị kinh doanh vàng cũng nắm bắt thời thế, đáp ứng mọi yêu cầu của người tiêu dùng. Từ 6 giờ 30 phút, lượng người đến xếp hàng chờ mua vàng bắt đầu đông hơn hẳn. Trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, số người đến đã ngồi kín chỗ. Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm nhiều năm mua vàng ở đây thì số lượng này vẫn khá thưa thớt, không đông như mọi năm. Sáng nay ngày 19 tháng 2, giá vàng SJC trong nước bất ngờ giảm trong ngày vía Thần Tài, trong khi đó giá vàng nhẫn chỉ tăng nhẹ. Nhiều ý kiến cho rằng với sức mua mạnh trong ngày này thì giá vàng nhẫn sẽ tăng mạnh. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC từ 75,4 đến 78,4 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng chiều mua vào, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với sáng qua. Tranh lệch mua vào và bán ra lên tới 3 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji giảm giá vàng miếng 300.000 đồng ở chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt từ 75,75 ,75 triệu đồng một lượng và 78,35 triệu đồng một lượng, chênh lệch mua vào và bán ra 2,6 triệu đồng một lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết vòng miếng SCC ở mức 75,8 đến 78 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, chênh lệch mua vào và bán ra là 2,2 triệu đồng một lượng. Với nhẫn tròn trơn là sản phẩm được nhiều người lựa chọn mua ngày vía Thần Tài, chỉ tăng nhẹ trong khoảng từ 64 đến 66 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết từ 64,6 đến 66 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 20.000 đồng một lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua vào và bán ra 1,4 triệu đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết từ 63,4 đến 64,7 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng nhẹ 2014 đô la Mỹ một ao, tăng 1 đô la Mỹ một ao so với sáng qua.